chạy qua bên kia mà em đi. Hôm nay đến khai trương quán bà chị. Một mặt là hai mặt tiền, mặt bên này là karaoke. Số 18 đường 34, phường 10, quận 6. Hôm nay khai trương quán của bà chị Quyên Đào. Hai mặt tiền, một mặt là Trần Văn Kiểu và ngay ngã ba Trần Văn Kiểu với đường 34, đường 10, quận 6. Quán dễ thương, có lề đường, có bên trong. Kế bên là karaoke luôn, rất tiện lợi. Quán dễ thương lắm. Anh em ở gần khu Bình Tân, Tân Phú, quận 6, Bình Chánh, có thể ghé đây nhâm nhi. Mặt bên này là số 18 đường 34, phường 10, quận 6.
sau khi mình ăn uống no say thì có thể bước lên lầu đó, và thưởng thức một không gian rất là đẹp. Âm thanh này ngon nha. Ông anh mình chịu chơi âm thanh lắm. 4 cái full và 2 cái sub. Đó. Mời mọi người cùng thưởng thức. Em chẳng thể.